Dạ con kính bạch lễ sư. Dạ chào các vị, xin lỗi giáo viên nha. Dạ con cũng của chùa. Dạ chúc con kính bạch lễ sư, kính chúc sức khỏe sư. Con kính lễ sư ạ. Con kính lễ sư. Con kính này lễ sư ạ. Dạ con kính lễ sư thầy. Dạ. Thưa các vị, do vì sáng nay sư Thúy Tịnh không có vào mở lớp được, do vậy mà tôi cũng không có thể chia sẻ cái màn hình để giảng bài. Nên, trong cái sáng nay thì tôi chỉ ngồi ở đây ôn bài với các vị thôi. Nên là sáng nay nếu mà các vị nào mà có câu hỏi thì các vị cứ hỏi, và bởi vì chúng ta không có học bài mới được. Và trước mắt thì cũng xin trả lời cho các vị hỏi về cái tài liệu học về chuyên này. Thì các vị mở trên cái website Phật giáo Nguyên Thủy, phatgiaonguyenthuy.com. Dạ, trong đó cái phần trong cái đó thư viện ấy, thì có hầu hết các cái tài liệu học viên pháp của ngày học viện lịch sử. Và nếu vị nào ở Việt Nam ấy, thì chúng ta có thể đến chùa Bửu Quang rồi Dưa Thủ Đức ấy, thì chúng ta tìm thỉnh các cái bộ sách này, là cái bộ sách cái phần ví dụ pháp, cái phần tiểu học. Rồi trong các cái trong cái phần này đó thì có cái bài dạy từ cái chương trình chúng ta đang học, thì tất cả những cái sách này á đều có ở trên cái website Phật giáo Nguyên Thủy, cái Nguyên Thủy đó không. Thì các vị nào mà chúng ta không có tiền đến chùa Bửu Quang để tịnh thì chúng ta sẽ có thể tải về từ website để học. Và đây là cái bộ tài liệu mà ngày Hòa Thượng Tịnh Sự ngày đã biên soạn rất là công phu và đầy đủ. Và bản thân tôi hầu như là nếu đi đâu lâu ngày trước á, nếu đi đâu lâu thì cũng đem cái bộ sách này theo bên mình. À, hôm nay thì chúng ta có những cái bản điện tử á, thì gọn nhẹ hơn nhiều, nhưng mà thường thường thì đọc á, nếu mà có sách thì tôi vẫn thích đọc cái bản giấy hơn là cái bản điện tử như vậy đọc. Đó là cái về cái tài liệu của chúng ta học. Còn hôm nay thì trước hết cũng nhắc lại cái phần sắc pháp mà một số các vị học viên chúng ta không có học á. Đó, khi mà chúng ta nói về các cái sắc nghiệp hay sắc tâm được đề cập đến trong cái phần đến trong cái duyên này đó, thì các vị nhớ rằng 28 sắc pháp đó, thì trong đó có bốn cái nguyên nhân để mà để sinh ra cái sắc pháp. Bởi vì sắc pháp á, thuộc về cái pháp vũ vi. Sắc pháp cũng như là tâm pháp, khi mà sắc pháp có mặt á, thì nó phải có cái điều kiện của nó, nó phải có cái nhân sanh của nó. Và những cái pháp nào mà nó có mặt do cái nhân sanh, do cái điều kiện mà có, thì tất cả những cái pháp đó được gọi là cái pháp hữu vi. Và do vì sắc pháp thuộc về cái sắc thuộc về cái pháp hữu vi, do vậy sắc pháp phải có nhân sanh mới có. Thì trong các thì cái nhân sanh của sắc pháp đó,
trong Bi Dục Pháp đề cập đến tất cả là bốn cái nhân sanh. Cái nhân sanh đầu tiên là do nghiệp sanh, tức là do những cái chuyện cái ở trong cái đời quá khứ mà tạo ra cái quả. Trong cái quả đó thì gồm có những cái quả thuộc về tâm pháp và có những cái quả thuộc về sắc pháp. Thì những cái quả thuộc về sắc pháp thì được gọi là sắc nghiệp, tức là cái sắc do nghiệp sanh. Cái nhân thứ hai đó là có những cái sắc pháp đó là do tâm sanh, được gọi là sắc tâm. À, tương tự như vậy đó, có những cái sắc pháp đó là do cái vật thực, tức là giống như là khi mà chúng ta ăn uống, chúng ta hít thở vân vân, thì những cái và những cái dưỡng tố, những cái dưỡng khí đó, nó sản sinh ra, nó nuôi nên cái sắc pháp, được gọi là sắc pháp do nghiệp sanh, gọi là sắc vật thực. Sắc pháp do vật thực sanh gọi là sắc vật thực. Và có những cái pháp đó là do cái điều kiện môi trường mà có, và phần lớn đó là do cái nó tác động bởi cái điều kiện của nhiệt độ, cho nên còn gọi là cái sắc quý tiết hay là cái sắc nhiệt lượng. Thì để dễ nhớ như thế này, là các vị thấy rằng là sắc pháp hay còn hay nói thông thường đó, tức là các loại vật chất đó, thì chúng ta có hai cái loại vật chất, đó là những cái loại vật chất ở trong một cái cơ thể sống, cái cơ thể sống của cái loài động vật như là loài người hay là loài thú, và có những cái thành phần vật chất đó là nó còn có mặt ở những cái loài vô tri như là đất đá vân vân. Thì nói về cái sắc pháp mà do nghiệp tạo á, bởi vì là do nghiệp cho nên những cái sắc pháp đó chỉ có mặt đối trong cái cơ thể của cái loài động vật thôi, tức là cái loài thức ấm, cái loài tình. Bởi vì những cái loài đó mà chúng ta gọi là cái loài chúng sinh á, thì những cái loài đó mới có tạo ra nghiệp, mà chính vì tạo nghiệp như vậy đó mới có cái quả của nghiệp. Và các vị thấy rằng đối với các cái loài động vật á, những cái loài mà có thức tánh á, thì nó có những cái thành phần vật chất đặc biệt, những cái thành phần sắc pháp đặc biệt hơn các cái loài vô tri. Chẳng hạn giống như là thân thể con người của chúng ta, thì trong đó chúng ta có những cái thành phần vật chất giống như là chúng ta có những cái giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi cái thần kinh xúc giác, vân vân. Còn đối với cái loại vô tri thì nó không có. Và theo ví dụ pháp sở dĩ mà cái loại chúng sanh hữu tình mà chúng ta có cái chúng ta có những cái giác quan này đó, thì những cái giác quan này đó là do chính cái nghiệp, tức là cái nghiệp thiện hay là cái nghiệp ác đời quá khứ. Và trong một số trường hợp là do vì cái ảnh hưởng cái nghiệp ở trong quá khứ, cho nên một số sinh loại sinh ra, một số người sinh ra thì họ không đủ các cái giác quan, tức là họ bị khiếm khuyết, như là sinh ra thì tự sinh ra bị mù, hay là chúng ta mất cái một số cái gọi thần kinh, như là thần kinh vị giác, thần kinh khứu giác vân vân. Thì trở lại là những cái sắc pháp nào mà do nghiệp tạo thì được gọi là sắc nghiệp, những cái sắc pháp nào họ được gọi là sắc tâm, và những cái sắc pháp nào mà do cái chuyện nuôi dưỡng bằng các cái thức ăn, bằng các cái dưỡng khí thì gọi là cái sắc vật thực. Và những cái pháp nào mà do cái điều kiện môi trường tác động mà tạo ra đó, thì được gọi là cái sắc nhiệt lượng. Thì ở đây nó có một cái nguyên nhân thứ hai được là cái sắc do tâm tạo đó. Thì trong ví dụ pháp nói, trong ví dụ pháp đó là có những cái sắc pháp đó, mà những cái sắc pháp đó nó do cái tâm tác động. Thông thường đó thì
đôi khi chúng ta nghĩ rằng cái cơ thể của mình nó là do các cái thức ăn mà mình ăn vào nuôi dưỡng cái thân thể của mình, nhưng mà ở trong vi diệu pháp thì chúng ta thấy rằng là có tất cả bốn cái nguyên nhân chứ không phải là chỉ một, và trong bốn nguyên nhân đó có cái nguyên nhân thứ hai đó là do cái tâm tạo. Và có thể hiểu rằng giống như là khi cái tâm lý của chúng ta mức độ nào đó thì nó tác động cái thân sinh lý của mình, như trong lúc mà một người đang vui và người đó họ biểu lộ qua cái sắc diện của họ, giống như là gương mặt của họ tươi tắn hay là biểu hiện qua cái nụ cười, thì những cái sắc pháp mà do cái tâm tác động đó thì gọi là cái sắc tâm. Và thật sự rất là trong cái đối với một chúng sinh mang cái thân của quẩn này, đặc biệt là đối với chúng sinh ở cái cõi dục giới đó, thì giữa thân và tâm này đó nó nương gá với nhau. Cái tâm á, nương gá trên thân, và thân á, ngược lại cũng bị tác động bởi bởi tâm. Do vậy trong khi mà chúng ta quá dạ con xin lỗi sư ạ, xin mời quý vị còn để âm thanh, vui lòng tắt âm thanh, tắt luôn cái video đi ạ. Xin cảm ơn. Mời Chân tắt âm thanh. Không, sư Trí Tịnh nó bận gì đó. Thì do vì cái tâm nó có tác động cái thân sinh lý của chúng ta. Do vậy mà khi mà nói đến cái bệnh lý á, thì ở trong kinh nói cũng nhiều cái lý do. Có những cái căn bệnh nó là do nghiệp, có những cái căn bệnh nó là do tâm, có những cái căn bệnh nó là do vật thực, và có những cái bệnh thì do cái điều kiện môi trường. Do nên là khi mà chúng ta học diệu pháp đó, thì không phải mọi thứ thì chúng ta đều nói là do nghiệp, và cũng không phải là mọi thứ thì chúng ta đều nói là do cái dinh dưỡng, cái vật thực, cái điều kiện hết, mà nó tùy theo cái nguyên nhân nào đó mà nó tạo ra cái sắc pháp. Và nói chuyên biệt một riêng cái phần những cái căn bệnh của chúng ta đó, thì nó cũng từ bốn cái nguyên nhân như vậy. Vậy thì ví dụ giống như là cái bệnh mà do tâm mình tác động á, có những người thì những cái chuyện nào đó mà quá đau buồn á, thì cái cơ thể của họ cũng suy nhược. Rồi thì những cái bệnh mà do tâm tạo đó, thì những người đó phải tu tâm của mình. Có những cái bệnh đó là do cái điều kiện thức ăn mà chúng ta ăn vào, chẳng hạn giống như là chúng ta ăn một số cái thức ăn nó không có thích hợp với cơ thể của mình thì nó cũng sinh bệnh. Thì những cái bệnh mà do thức ăn đó, do vật thực đó, thì phải do vật thực điều trị liệu. Thì cũng giống như là chúng ta sống ở trong một cái môi trường ô nhiễm đó, thì nó gây bệnh thì chúng ta phải thay đổi cái môi trường ô nhiễm. Nhưng mà những cái bệnh nào mà do nghiệp thì chúng ta bất lực, bởi vì cái nghiệp nó đã đến cái giai đoạn cuối, là cái quả nó đã trổ. Cho nên một người Phật tử nguyên thủy đó, thì chúng ta nói một cái, chúng ta nghĩ về một cái việc gì đó thì phải nghĩ về nhiều cái nguyên nhân. Có những người Phật tử nghĩ rằng là mọi thứ đều là do nghiệp hết, nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy là nó không phải tất cả là do nghiệp, mà chỉ có một phần do nghiệp, một phần là do các cái điều kiện khác. Thì trở lại đó là khi mà chúng ta học cái phần duyên, có nói đến các cái sắc nghiệp và sắc tâm,
sở dĩ mà trong bốn cái, trong bốn loại sắc pháp, sắc pháp là do nghiệp tạo, sắc pháp do tâm tạo, sắc pháp do vật thực tạo và sắc pháp do điều kiện môi trường tạo. Mà trong cái nhân duyên đầu tiên thì chúng ta chỉ có đề cập đến hai cái nhân, gọi hai cái nhân đầu tiên, tức là sắc nghiệp và sắc tâm. Là bởi vì ở đây chúng ta đang nói về cái nhân duyên, tức là cái điều kiện tác động là do các cái, do chính cái nhân tham sân si, vô tham vô sân vô si thiện và vô tham vô sân vô si vô ký. Do vì cái điều kiện tác động là chính cái nhân này, cho nên là khi mà đề cập đến sắc pháp đó, thì chúng ta chỉ có đề cập đến những cái sắc pháp nào mà do chính cái nhân này tác động. Và do vì chính cái nhân này tác động đó, cho nên nó chỉ có đề cập đến hai cái loại sắc pháp là sắc nghiệp và sắc tâm. Và ở trong cái, ở trong các sắc pháp đó thì thì các vị thấy trên cái biểu đồ, cái biểu đồ vi diệu pháp á, ở trên cái biểu đồ vi diệu pháp này á, thì cái dòng đầu tiên về sắc pháp đó là cái dòng tứ đại. Và cái dòng tứ đại này á, được xem như là căn bản của cái, của cái, các cái thành phần sắc pháp. Và phần còn lại đó thì nương gá trên cái tứ đại này mà có. Do vậy cái phần còn lại đó, 24 sắc còn lại đó, được gọi là cái sắc y đại sinh, tức là cái sắc mà do nương gá trên bốn, trong trong bốn đại này mà được sinh ra. Thì ở đây có cái lưu ý, đó là nói về tứ đại và cái y đại sinh á, cái y đại sinh á, nó được ví dụ giống như là cái dây chùm gởi ở trên một cái thân cây. Thì cái dây chùm gãy đó nó nương gá trên một cái thân cây khác mà nó sống. Tuy vậy đó không có nghĩa là cái một cái thân cây khác đó, nó sinh ra cái dây chùm gãy, mà cái dây chùm gãy nó chỉ là nương gá cái thân cây lớn để nó sống thôi. Thì đối với cái sắc y đại sinh, đối với cái tứ đại cũng vậy, là không phải tứ đại sinh ra các cái sắc y đại sinh, mà chỉ là cái điều kiện nương gá. Các ngài còn ví dụ giống như là chúng ta sống mà chúng ta nhờ cái căn nhà che mưa che nắng mà mình ở, thì chúng ta nương vào cái căn nhà mà mình sống, nhưng điều đó không có nghĩa là cái căn nhà đó nó sinh ra chúng ta. Thì cái cách thì việc đó như thế nào thì cái y sắc tứ đại và y đại sinh cũng như vậy. Và cái quy luật của sắc pháp đó là khi một cái thành phần sắc pháp, chúng ta có 28 thành phần sắc pháp, thì khi mà sắc pháp sanh lên thì nó không có sanh lên đơn lẻ, mà luôn luôn là nó phải có 8 cái thành tố, được gọi là 8 cái sắc bất ly. Và cái 8 cái sắc đó đó, nó sẽ cùng với một cái sắc pháp nào đó cùng có mặt. Ví dụ giống như là để có cái sắc thần kinh sanh lên á, thì cái sắc thần kinh nó không có sanh đơn lẻ, mà cái sắc thần kinh đó nó sẽ cùng có mặt với 8 cái sắc bất ly. Và tối thiểu là như vậy, là nó phải có mặt 8 cái sắc bất ly thêm những cái sắc màu đó, nhưng mà cái căn bản thì luôn luôn là phải có 8 sắc bất ly. Và điều này các vị hãy nhớ rằng là cái 8 cái sắc bất ly đó, đó nó sẽ có mặt ở bất cứ một cái thành phần sắc pháp nào và bất cứ cái loại sắc pháp do nhân sanh nào. Như vậy thì cái sắc nghiệp hay sắc tâm hay sắc vật thực hay sắc nhiệt lượng, bất luận cái thành phần sắc pháp nào khi sanh lên đó, thì đều có, đều tạo có 8 cái thành phần bất ly. Do vậy mà khi mà chúng ta kể đến cái sắc tâm hay là cái sắc nghiệp hay là sắc vật thực đó, thì cái việc đầu tiên chúng ta nhớ đó là phải có 8 cái sắc bất ly này. Vậy thì nói 20 sắc nghiệp hay là 18 sắc nghiệp hay 17 sắc tâm hay là 6 sắc vật thực hay vân vân, thì chúng ta cứ là hãy nói 10 hay hãy nói 20 sắc nghiệp
thì chúng ta không biết rằng là trong đó có bao nhiêu sắc nghiệp gì, nhưng mà biết rằng chắc chắn phải có 8 cái bất ly trong đó. Nói tới 17 sắc tâm thì đầu tiên chúng ta biết rằng là phải có 8 cái bất ly trong đó. Vậy thì cái 8 cái bất ly này nó là những cái sắc pháp mà nó được sinh ra bởi 4 cái nhân sanh. Sắc nghiệp là cũng tạo ra 8 cái nghiệp, nó cũng tạo ra 8 bất ly, mà cái sắc tâm cũng tạo ra cái 8 cái bất ly. Sắc vật thực, sắc nhiệt lượng cũng vậy, tức là nguyên nhân nào chẳng nữa, khi mà một cái sắc pháp sanh lên thì phải luôn luôn phải có cái 8 bất ly. Rồi chúng ta chỉ ở trong cái phần nhân duyên này thì các vị có, chúng ta chỉ nói đến hai cái loại sắc đầu tiên, đó là cái sắc nghiệp và cái sắc tâm, bởi vì cái nhân mà tác động của nó là chính cái nhân tương ưng, cho nên là chúng ta chỉ đề cập đến cái sắc nghiệp và cái sắc tâm. Thì khi mà chúng ta đọc sách đó, thì chúng ta thấy có thỉnh thoảng các cái con số kể nó có khác nhau. Ví dụ giống như là nói đến 18 sắc nghiệp hay là 20 sắc nghiệp, thì thật ra đó là nó tùy theo cái cách mà chúng ta kể. Sở dĩ mà có cái khác biệt như vậy là vì trong 28 sắc pháp á, thì các vị nhớ là trong đó có 18 sắc pháp được gọi là 18 sắc pháp thực tính, hay còn gọi là cái 18 sắc rõ, hay chữ Bali gọi là Nibbana, tức là 18 sắc có thực. Còn 10 sắc còn lại đó, những cái sắc này á, thực chất á, nó chỉ là những cái tập hợp hay là những cái biểu hiện của cái sắc pháp khác thôi. Ví dụ giống như là cái sắc giao giới, thật ra cái sắc giao giới á, nó chỉ là một cái lằn ranh để phân định sắc pháp này và sắc pháp kia, chứ còn cái sắc giao giới á, nó không phải là một cái sắc pháp riêng biệt. Rồi có những cái sắc pháp như là sắc pháp là ba cái loại sắc pháp là kinh nhu thức nghiệp cũng vậy, là những cái sắc pháp này nó cũng là một cái tập hợp của các cái loại sắc pháp khác. Ví dụ giống như là một người mà trong khi mà còn khỏe mạnh thì chúng ta có thể là chúng ta nói chuyện được, chúng ta có thể chúng ta phát âm nhiều cái âm thanh khác nhau, thì sở dĩ mà cái bộ máy phát âm của chúng ta đó, nó có thể nó phát âm nhiều cái âm thanh khác nhau như vậy đó, là do vì cái sắc pháp của chúng sinh đó nó có những cái thành tố mà để giúp cho cái sắc pháp của chúng ta nó dễ dàng vận hành trơn tru. Nó cũng được ví dụ giống như là trong một cái động cơ xe, thì cái nhớt xe đó nó giúp cho cái động cơ đó nó được vận hành dễ dàng. Thì cái sắc gọi là cái sắc đặc biệt đó, khinh nhu thích nghiệp đó, chỉ là những cái tập hợp của các cái loại sắc pháp để cho các cái loại sắc pháp đó nó được vận hành dễ dàng. Ví dụ như là trong khi mà chúng ta khỏe mạnh đó, thì chúng ta nói chuyện nó rõ ràng, nhưng mà đôi khi mà chúng ta vì một cái lý do nào đó chúng ta bệnh đó, thì chúng ta nói chuyện khó khăn hoặc thậm chí là khó nói. Thì sở dĩ như vậy đó là khi đó mà chúng ta thiếu đi những cái sắc gọi là cái sắc đặc biệt. Rồi các cái sắc như là cái sắc thân biểu tri, khẩu biểu tri cũng vậy, nó chỉ là những cái biểu hiện của một cái tập hợp các cái sắc pháp khác, chứ nó cũng không phải là cái sắc pháp riêng. Rồi 4 cái sắc còn lại gọi là cái sắc tứ tướng, là sinh tiếng dị diệt đó, thì 4 sắc này là cũng chỉ cho 4 cái giai đoạn khác nhau của một cái sắc pháp. Giống như là khi mà cái sắc pháp sinh ra đó, thì cái thời điểm sinh ra đó thì gọi là cái sắc sinh, rồi phát triển đó là tiến, rồi cái sắc pháp nó già cỗi đi đó rồi gọi là gì, và cái thời điểm mà nó tiêu hoại gọi là diệt. Như vậy thì
bốn cái giai đoạn sinh tiết dị diệt này nó chỉ là cái chỉ cho bốn cái giai đoạn của một cái sắc pháp, chứ cái sinh tiết dị diệt này nó không phải là một cái sắc pháp riêng. Và do vì 10 cái sắc còn lại á, trên cái biểu đồ ví dụ pháp á, không biết là ở trên cái web thông này các vị nhìn nó có bị ngược hay không nè. Dạ bạch sư nhìn rõ à. Dạ rõ, dạ cảm ơn con. Thì các vị thấy á, là để mà dễ nhớ á, nó để mà dễ nhớ á, thì các vị cái tính từ dưới lên trên, từ dưới lên trên là chúng ta đếm 10 sắc, 4 sắc cuối, 4 sắc cuối, rồi 3, rồi 2, rồi cộng với một cái sắc giao giới, tức là 10 cái sắc pháp này là 10 cái sắc pháp không có thực tính. Và do đó là khi mà chúng ta kể về các cái thành phần sắc pháp như là 20 sắc nghiệp đó, thì thường thường nó là kể đến cái bốn cái sắc sau cùng á, là sinh tiến dị diệt á, thì kể chỉ có hai, tức là lấy cái sinh cái tiến thôi, còn cái dị và cái diệt sau thì không lấy. Và có đôi khi là cũng không có kể hai cái sắc sinh tiến này, và do vậy mà có khi mà chúng ta thấy là cái con số là con số 18, có khi là con số 20 là như vậy. Mà cái phần chính á, là khi mà kể đến sắc pháp á, là kể những cái sắc pháp thuộc về cái sắc pháp thực. Vậy thì khi mà chúng ta có nói đến 20 cái sắc nghiệp đó, thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta có cái 8 cái bất ly, rồi có những cái sắc mà do nghiệp tạo. Thì để mà nhớ cái sắc do nghiệp tạo á, thì các vị cứ xem là cái sắc pháp nào mà nó chỉ có thể có mặt ở trong cái thân thể động vật á, thì sắc đó đó được gọi là cái sắc nghiệp. Chẳng hạn giống như là các cái giác quan của chúng ta, thần kinh nhãn, thần kinh mắt, thần kinh tai, sắc, thần kinh nhãn, nhĩ tỷ, thiệt thân, thì những cái thần kinh đó nó chỉ có mặt ở trong cái thân thể của chúng sinh, của chúng sinh hữu tình, chúng sinh động vật, chứ cái loài cây cỏ đất đá thì nó không có các cái giác quan đó, bởi vì những cái giác quan này do nghiệp tạo. Rồi hai cái sắc tính, tức là cái sắc tố nam và cái sắc tố nữ, nó chỉ có mặt ở trong cái loài động vật thôi, còn cái loài vô tri thì nó không có. Thì những cái sắc này được gọi thì đó nhỉ, thì chúng ta cũng dễ nhớ, tức là những cái sắc nào mà nó chỉ có thể có mặt ở trong cái cơ thể động vật thì chúng ta gọi là cái sắc thuộc về sắc nghiệp. Tương tự như vậy đó, những cái sắc nào á mà do tâm tạo á, là những cái sắc đó nó cũng có mặt ở đối với những cái loài động vật, những cái chúng sinh hữu tình thôi, là bởi vì những cái loài vô tri nó không có tâm thì làm sao mà nó tạo ra cái sắc tâm được. Cho nên là nói đến cái sắc nghiệp là sắc tâm á, là chúng ta việc đầu tiên thì chúng ta phải biết chắc chắn rằng là những cái sắc đó nó chỉ có mặt ở trong các cái loài động vật. Vậy thì trong hai sắc pháp á, thì chúng ta để dễ nhớ cái sắc nào thuộc về cái sắc tâm á, thì cái sắc nào á mà nó do cái tâm tác động á mà có, thì sắc đó gọi là cái sắc tâm. Và cái sắc nào là do tâm tác động, giống như là các cái sắc pháp là thân biểu tri hay là khẩu biểu tri, cái thân thể của chúng ta đó, nó muốn hoạt động đó, là nó do cái tâm của chúng ta, nó do cái tâm của chúng ta điều khiển. Chẳng hạn giống như là mình muốn đi, muốn đứng, muốn ngồi, muốn nằm, thì tất cả đó là đều do cái tâm nó sai sự cái thân của chúng ta. Thì những cái sắc pháp nào mà do cái tâm tác động như vậy đó thì được gọi là sắc tâm. Hai cái sắc biểu tri, tức là thân biểu tri và khẩu biểu tri đó, thì trong cái khẩu biểu tri đó, để mà chúng ta muốn có thể mà chúng ta nói chuyện được đó, thì chúng ta phải tạo ra cái âm thanh. Do vậy khi mà nói đến cái sắc biểu tri đó thì chúng ta phải kể, xin lỗi, nói đến cái khẩu biểu tri đó thì chúng ta phải kể thêm cái sắc thinh.
Bởi vì cái khẩu, cái chúng ta muốn biểu hiện một cái gì đó qua cái lời nói đó thì nó phải có âm thanh. Chính vì như vậy đó mà nói đến cái khẩu biểu tri đó thì phải có kể thêm cái, phải thêm kể, phải kể thêm cái âm thanh. Thì trong cái sắc tâm á, nó cũng không có khó nhớ đó. Là trong cái sắc tâm á, thì làm có cái 8 cái bất ly, rồi 2 cái biểu tri, rồi chúng ta có thêm cái chúng ta có thêm cái 3 cái sắc đặc biệt, tức là cái khinh nhu thích nghiệp. Là bởi vì nếu không có 3 cái sắc đặc biệt này ấy, thì chúng ta không có dễ, chúng ta không không có dễ dàng để mà chúng ta biểu hiện qua thân và khẩu. Các vị biết đó là trong kinh nói cái loài người đó là một chúng sinh mà có nhiều phước báo hơn cái loài động vật. Do vậy mà cái tứ chi của con người ấy, hai cái bàn tay và hai cái bàn chân, tất cả những cái cơ thể của chúng ta hoạt động thì chúng ta hoạt động nó khéo léo hơn rất là nhiều so với các loài thú. Chỉ đơn giản thôi, giống như là cái việc mà mình làm một cách dễ dàng, giống như là cái bàn tay chúng ta cầm cây viết chúng ta viết, thì cái việc đó, đó mà chúng ta luyện tập cho một cái loài thú mà nó có thể nó viết được đó, nó không phải là dễ dàng. Bởi vì cái thân thể của cái gọi là 3 cái sắc đặc biệt của cái loài thú đó, nó không có được giống như loài người, nó không có khéo léo giống như loài người được. Do vậy nó phải vụng về hơn rất là nhiều. Và con người của chúng ta đó thì chúng ta thấy rằng là có những người chúng ta họ rất là khéo léo, thì cái sự khéo léo đó, đó chính là 3 cái sắc đặc biệt, và 3 cái sắc đó là do tâm tạo. Và một cái sắc pháp ngoài cái 8 cái bất ly mà chúng ta phải luôn luôn nhớ là cộng vào, đó là cái sắc giao giới. Là bởi vì cái sự có mặt của 2 cái sắc pháp nào á, thì luôn luôn là nó phải có cái lằn ranh để phân định giữa sắc này và sắc khác, cho nên là phải có cái sắc giao giới. Do vậy đó thì cái sắc tâm hay là sắc nghiệp trước hết đó, là chúng ta có 8 cái bất ly. Rồi đối với cái sắc nghiệp đó, thì chúng ta biết rằng là cái sắc nào đó, mà nó do chúng ta, cái này mỗi người có một cách cách nhớ thôi, nhưng mà mình hiểu rằng là những cái sắc, những cái thành phần nào mà nó có mặt do cái một cái năng lực đặc biệt, và cái năng lực đặc biệt đó thì chúng ta gọi là nghiệp đó, thì cái đó là sắc nghiệp. Và các vị biết cái giác quan của chúng ta đó, nó là một cái thành phần sắc pháp đặc biệt. Cái thành phần sắc pháp, bởi vì cái thành phần sắc pháp này nó là do nghiệp tạo. Khoa học ngày nay chứ những cái vật chất đó vốn dĩ là do nghiệp, và nó tùy theo cái chủng tội sanh chủng của chúng sinh mà cái sắc nghiệp đó nó có cái khác nhau. Chẳng hạn giống như chúng ta nói về cái thần kinh nhãn, thì cái thần kinh nhãn này là do nghiệp tạo, nó là một cái thành phần vật chất đặc biệt, và nó tùy theo cái nghiệp mà nó cho chúng ta phải sanh một cái sanh chủng tương ứng, và tùy cái chủng loại nào đó thì nó tạo ra cái sắc nghiệp đó. Nó giống như con mắt của loài người đó, thì chúng ta thấy được cái thế giới xung quanh bằng cái thần kinh nhãn của loài người. Con mắt của cái loài cầm thú đó, thì tùy theo chủng loại mà nó có một cái nhãn quan tương ứng, và cái loài chư thiên cũng vậy. Và thật ra đó, mỗi loài đó khi mà nhìn cái cảnh sắc đó, là bởi vì cái này là sắc này do nghiệp tạo đó, cho nên nó không có giống nhau. Thí dụ giống như là một chúng sinh mà có phước nhiều á, thì cái thế giới xung quanh của họ đó, nó đầy màu sắc, nó rực rỡ. Nhưng mà nếu mà cái mắt đó, đó mà do mà cái mắt đó mà cái thần kinh nhãn đó, đó
đối với một chúng sinh ít phước đó, thì cái thế giới xung quanh của nó hạn chế hơn rất là nhiều. Bởi vậy có những cái loại á, mà được gọi là những tuy rằng có mắt á, nhưng mà nó mù màu, tức là nó không có nó giống như là chúng ta nhìn vào cái tivi màu màn hình trắng đen như vậy, nó chỉ có thấy được hai màu, màu đậm màu nhạt hoặc là cái số màu khác nhau, đó là cái sắc nghiệp. Thì trở lại á, là chúng ta có bốn cái nhân sanh tạo ra các sắc pháp, và cái nhân sanh nào á, thì chúng ta gọi tên nhân sắc pháp đó. Vậy thì trong 28 sắc pháp đó, thì những cái sắc pháp nào mà do nghiệp tạo gọi là sắc nghiệp, sắc pháp nào do tâm tạo gọi là sắc tâm, sắc pháp nào do cái vật thực tạo gọi là sắc vật thực, cái sắc nào là do cái điều kiện môi trường gọi là cái sắc nhiệt lượng, chỉ vậy thôi. Rồi trong đó nó có những cái sắc pháp không? Mà nó có bốn cái nhân sanh, có những cái sắc pháp có hai nhân sanh, có những cái sắc pháp đó ba nhân sanh, có những cái sắc pháp đó, chỉ có một nhân sanh. Thí dụ giống như là tám cái bất ly thì nghiệp cũng tạo ra tám bất ly, tâm cũng tạo ra tám bất ly, vật thực rồi nhiệt lượng cũng vậy. Nhưng mà có những cái sắc pháp đó là chỉ có do một nhân sanh thôi, chẳng hạn giống như nhãn nhĩ tỷ thiệt thân chỉ do nghiệp tạo thôi, chứ không có do cái khác tạo. Thì cái này các vị có thể các vị học rồi, ở đây chúng ta chỉ là ôn lại. Do vì có một vài học viên mới hỏi cho nên là tôi nói, thì do một phần hôm nay là do thì sư Thí Tịnh không có mở lớp được, tôi cũng không có thể share cái màn hình để dạy cái bài mới cho các vị. Thì tôi nhắc lại sơ sơ về cái phần sắc pháp. Các vị Phật tử biết rằng tôi được nghe kể lại ngày hồi trước đó, khi mà khoảng năm 60 mấy 70, lúc đó có một vị hòa thượng danh tiếng người Tích Lan, đó là ngày hòa thượng Narada, mà ngày hôm nay chúng ta còn đọc các cái bản kinh của ngài, giống như bản Đức Phật và Phật Pháp, do vị cư sĩ Phạm Kim Khánh dịch cái bộ sách đó. Mà những vị Phật tử mới nào đến chùa mà họ tìm sách đọc đó, thì tôi luôn luôn tự giới thiệu cái bộ sách đó. Rồi và nhân cái chuyến mà ngày hoàn pháp ở tại Việt Nam á, Narada ngày có thời gian ngày hoàn pháp ở Việt Nam cũng dài, và khi đó Phật giáo về Việt Nam nó cũng chưa, Phật giáo Nguyên Thủy về Việt Nam cũng chưa có lâu, cho đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam cũng rất là ít nổi. Nhưng mà ngày Narada ngày bất ngờ khi một lần ngày đến chùa Kỳ Viên thì thấy các Phật tử đó đang ngồi học vi diệu pháp với ngày hòa thượng Tịnh Sự, mà được học cái phần duyên này, thì lúc đó ngày rất là bất ngờ. Bởi ngày nói rằng là ở bên Thích Lan á, là để học được cái phần duyên này á, là đó một cái thời gian những người học vi diệu pháp thì gian rất là lâu. Tức là nếu mà ở ngay cả bên Thái Lan cũng vậy, là nếu mà phân chia theo cái chương trình học đó, thì cái phần duyên này đó được học ở trên cái phần sau cùng, đó là phần cao học. Chứ vì bảy bộ vi diệu pháp đó là cái phần duyên thuộc về cái bộ thứ bảy, và cũng là cái phần duyên và cũng là cái phần thực tập nhất. Do vậy mà có những cái chương trình vi diệu pháp dài hạn 7 năm hay là 9 năm á, thì cái phần duyên nó là cái phần mà sau cùng. Nói như vậy cũng có nghĩa là ở tại Thái Lan hoặc là Tích Lan á, là một số nơi để học cái phần duyên này, có những người là học vi pháp và cũng là 5-7 năm mới học được. Do vậy mà ngày Narada thì rất là bất ngờ thấy rằng là Phật giáo về Việt Nam, Phật giáo Nguyên Thủy về Việt Nam không lâu, mà chư Phật tử chúng ta có thể chúng ta học được cái phần duyên. Và sở dĩ được như vậy đó là do vì ngày hòa thượng Tịnh Sự ngày lược bớt, nó giống như cái cách mà chúng ta cũng đang lược bớt trong lớp học này. Bởi vì nếu mà mình học hết cái phần
chẳng hạn ví dụ như là mình học hết cái phần đầu đề tam, đầu đề nhị, rồi nhị đề kinh vân vân, thì cái thời gian mà để học hết như vậy nó rất là dài. Thì khi đó mà nếu mà chúng ta có thể chúng ta lược bớt, và trong khi mà học cái chỗ nào mà các vị chưa học có thì chúng ta nhắc lại cái phần đó, thì điều đó chúng ta có thể là chúng ta học được các cái phần ví dụ pháp, cái phần sau như là cái phần duyên mà chúng ta không phải mất quá nhiều cái thời gian. Đây là cái cách của ngày hòa thượng Tịnh Sự. Và sau này những vị đệ tử lớn này như là ngày Giác Chánh vân vân thì các vị nó cũng cố gắng là hướng dẫn như vậy. Và ngày hôm nay thì tôi cũng cố gắng là làm cái điều đó với các vị, bởi vì cái phần duyên sinh là phần duyên nghệ, đó là những cái phần quan trọng phần vi pháp. Tất nhiên ở đây do vì đây là một cái phần rất là khó, do vậy trong cái thời gian đầu là tôi cố gắng là tôi chia sẻ rất là chậm cho các vị. Cụ thể đó là cái phần nhân duyên là, và chúng ta sẽ học cho đến khi nào mà các vị nắm được cái cách tính về các cái chi pháp của trong nhân duyên, và theo đó thì chúng ta sẽ học với cái phần các cái duyên còn lại, nó cũng tương tự như vậy. Và cái phần duyên sinh và duyên hệ này cũng là một cái chìa khóa để sau này khi mà chúng ta đọc các cái bản sớ thì giống như là một cái điều pháp nào đó được giải thích bằng duyên thì mình không có thấy lạ lắm nữa. Và trong cái phần duyên này khi mà chúng ta học như vậy đó thì ta thấy rằng là những cái phần đại cương nào mà mình thiếu sót đó, thì nó cũng là cái cách mà mình để mình ôn bài lại. Chẳng hạn giống như là có những người học cái phần đầu đề tam, mình cũng không biết rằng cái phần sự phân chia nó để làm gì, nhưng mà khi mà chúng ta học phần duyên đó, thì chúng ta mới thấy rằng là tại sao chúng ta phải học đầu đề tam là như vậy. Thì buổi sáng ngày hôm nay, do vì tôi không có phải dạy cái bài mới được, thì tôi cũng chia sẻ, cũng ôn tập các vị đối điều như vậy. Mong rằng là các vị chúng ta với một cái tinh tâm hiếu học Phật pháp thì chắc chắn là chúng ta sẽ học được. Và tôi sẽ cố gắng là đi cùng với các vị để chúng ta học bộ môn này. Trời chúc các vị ăn vui. Kính tri ân sư ạ. Kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư được hôm nay ạ. Dạ. Dạ, dạ thưa sư ơi, sư có thể cho phép con hỏi một xíu được không ạ? À, được ạ. Dạ, các vị nào cứ hỏi thì cứ có câu hỏi, các vị cứ hỏi. Dạ, dạ con kính bạch sư, ở trong phần sắc pháp thì con khi mà con đọc con có một cái thắc mắc mà con chưa có giải quyết được á, là con nhờ sư hướng dẫn giúp con phân biệt chỗ mà theo cách dịch ra là chỗ vật thực, đoàn thực và dinh dưỡng, thì có ba cái từ Pali á, là ahara chá ru bá ka Pali, có nghĩa là vật thực do sắc vật thực sinh, và từ đoàn thực có là ka Pali cá ra ha rá là một cái một dạ đó là một bọn gọi là vật thực ở trong 28 sắc, và chỗ ô chá là chất dinh dưỡng. Thì có phải cái ô đó là cái câu thứ nhất đó. Còn câu thứ hai thì cho con hỏi là có phải ô chá đó là cái bọn thứ hai ở trong sắc do vật thực sinh, khi mà nó kết hợp với ba kỳ dị thì mới được gọi là ô chá hay không ạ? Còn nếu mà chỉ có 8 bất ly ở trong sắc do vật thực thôi á, thì sẽ không có được gọi là ô chá, lúc đó chỉ là đoàn thực thôi, thì như vậy có phải không hồi xưa? Cái đoàn thực cái chính là cái cấp là cấp linkara ahara, hay là đoàn thực cái chính là cái nhóm gọi là cái nhóm sắc vật thực. Còn cái ô chá đó là cái phần dưỡng tố, nó cái thành phần đó là cái phần nó luôn luôn là có mặt ở trong các cái 8 cái bất ly. Cho nên cái ô chá ở đây nó thì mà để phân định thì một số vị dịch là cái dưỡng tố, tức là bất cứ một cái sắc pháp nào sinh lên thì nó cũng cần một cái năng lượng để mà nó duy trì, thì cái đó gọi là cái ô chá, hay còn gọi là cái vật thực nội. Còn cái đoàn thực mà chữ Bali là Kapalinga đó, Ahara, thì cái đoàn thực đó tức là cái vật thực từ ở bên ngoài vào, như vậy còn gọi cách khác là vật ngoại.
Như vậy thì ở đây để phân định rõ ràng hơn thì chúng ta còn gọi là cái vật thực nội và cái vật thực ngoại. Cái vật thực nội đó chính là cái ô chá, tức là cái vật thực tự thân trong sắc pháp đã có. Còn cái vật thực ngoại tức là vật thực từ bên ngoài đem vào, được gọi là đoàn thực hay là kapalinga đó. Cô nắm được cái này chưa? Dạ, con có nắm được chỗ nội và ngoại đó, nhưng mà ở trong khi mà phân ra hai bọn sắc pháp do vật thực sanh đó sư, thì chỉ có cái bọn thứ nhất là tám bất ly thì nó sẽ làm cho cái cơ thể của mình, một là nó không hấp thụ được hoặc là nó làm cho cơ thể mình khó chịu, thì cái lúc đó cái chất nó vào cơ thể mình có được gọi là ô chá hay không ạ? Cái ô chá lúc nào cũng có, nhưng mà cái ô chá đó nó có được nuôi dưỡng thêm nữa đó, thì nó phải nhờ cái kapalinga bên ngoài đem vào. Còn cái tối thiểu thì cũng phải có ô chá không? Dạ, con cảm ơn sư. Vậy là trong cái đoàn thực đó vẫn có ô chá đúng không sư? Dạ, luôn luôn. Dạ, con hiểu rồi. Vậy, vậy đi còn một chỗ nữa sư, là hai cái từ đó, khi mà hỏa đại đó, sẽ là tejo, nhưng mà sắc do nhiệt lượng sanh đó, thì là ú tú. Vậy hai cái đó nó có khác nhau không ạ? Dạ, khác nhau. Cái ú tú á, là chỉ cho cái điều kiện môi trường. Còn cái tejo và cái hỏa đại á, là chỉ cho một cái trạng thái. Cho nên là cái môi trường đó, cái môi trường đó nó rộng, nó nhiều, nó tính động hơn là cái tê chô, tức là một cái trạng thái của một cái sắc độ của cái nhiệt độ thôi. Còn cái ú tú á là chỉ do một cái điều kiện môi trường tác động nói chung. Ví dụ giống như là bất cứ một cái thành phần tối thiểu nào của sắc pháp á, thì nó cũng phải có một cái trạng thái của cái tê chô, hay là cái trạng thái nóng, hay trạng thái của cái nhiệt độ, dù đó là cái nhiệt độ, kể cả đó là nhiệt độ âm thì nó cũng là nhiệt độ. Còn cái môi trường á, là cái môi trường nó là một cái sự hòa trộn của nhiều thứ khác nhau. Ví dụ giống như chúng ta đang ở trong một cái môi trường khí hậu nào đó, hay là một cái điều kiện khí hậu nào đó, thì cái điều kiện, cái môi trường đó thì được gọi là cái ưu tú. Vậy thì trong cái điều kiện môi trường đó, thật ra trong cái điều kiện môi trường đó nó gồm cả cái tứ đại trong đó. Còn cái ưu tú nó chỉ là một cái hỏa đại duy nhất thôi. Xin lỗi, cái tê chô nó chỉ là cái hỏa đại duy nhất. Còn cái ưu tú thì mặc dù chúng ta gọi là cái nhiệt lượng đó, nhưng mà thật ra thì nó là cả một cái tứ đại. Nó bao gồm cả cái tám cái bất ly trong đó, chứ không phải là chỉ có cái hỏa đại. Ưu tú nó là một cái tập hợp của các cái sắc pháp để tạo nên cái điều kiện môi trường, cho nên gọi là ưu tú. Dạ thưa sư, cho con xin hỏi một câu hỏi được không sư? Dạ mời cô. Dạ, trong cái bản sắc pháp nó không đếm đó, thì có 15 cái sắc pháp mà có cái nhân là tâm trong đó đó sư. Đất nước, dạ, lửa, gió, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, vật thực, hư không, hai cái biểu tri với ba cái đặc biệt. Là có 15 cái, mà bữa trước sư giảng sư nói là có 17 cái gì, hai cái khác đó là ở đâu ra? Sư nói 17 sắc tâm cái hôm mà sư giảng là cái pháp thiện trợ vô ký bằng nhân duyên đó sư. Dạ, còn chúng ta tính từ từ là trước hết là 8 bất ly. Dạ. Rồi 8 bất ly, rồi 2 cái biểu tri, rồi được nhiêu, được 10, sắc giao giới là 11, rồi cảnh sắc, cảnh thinh, rồi cảnh thinh, dạ, 2 cái biểu tri, 3 cái
Và cái rồi, đặc biệt là 15. Dạ, có 15 rồi, anh. Rồi cái sinh cái tiếng nữa là 17. Còn nếu 15 á, là bỏ sinh tiếng phần ngoài này. Ồ, tức là cộng. Dạ. Vậy là cộng cái đó cộng cũng được. Dạ, cộng cũng được, không cộng cũng được. Nhưng mình phải hiểu như vậy. Dạ, tức là cái số 17 là từ do đó mà ra. Dạ, dạ con cảm ơn sư. Dạ. Tại vì chúng ta nếu mà chúng ta cộng thêm bốn cái tứ tướng cũng được. Nhưng mà do việc cái cách chung của các ngài thì các ngài giải thích là không có chỉ cần kể cái hai cái sinh tiếng thôi là còn cái gì việc cũng là cái thời gian mình đó và cõi và biến hoài đó thì không kể. Dạ, con cảm ơn. Bạch sư cho con hỏi. Dạ, mời quý. Dạ, bạch sư. Thưa sư, có phải ô chá là cái tinh chất của vật của đoàn thực để nuôi dưỡng sắc pháp không thưa sư? Cái ô chá hồi nãy sư nói đó là chính là cái sắc cái sắc vật thực nội. Cái sắc vật thực nội là chỉ cho những cái thành phần sắc pháp mà bất cứ cái sắc pháp nào cũng cần có, bởi vì nó phải khi mà một cái sắc pháp nó tồn tại đó thì nó phải có cái điều kiện nuôi dưỡng nó, và cái điều kiện nuôi dưỡng mà tự bên trong nó thì được gọi là vật thực nội, nhưng mà cái điều kiện nuôi dưỡng bên trong không thì nó không có đủ, cho nên nó cần phải có thêm cái vật thực ở bên ngoài vào. Thì đó gọi là cái vật thực ngoại. Chúng ta tạm ví dụ thôi nha, tạm ví dụ thôi. Ví dụ giống như là chúng ta xài một cái form, thì trong đó nó, thì khi mà mình mới mua về đó thì trong đó nó còn có cái nó có cái pin sẵn rồi, chúng ta có thể dùng được, nhưng cái pin nó không có nhiều, nhưng mà càng lâu dài thì chúng ta cần phải chặt nó từ cái nguồn điện bên ngoài vào. Chúng ta tạm thôi chứ nó không hoàn toàn giống như vậy. Thì cái vật thực nó chính là một cái loại vật thực mà nó có thể là cái vật thực mà cái vật thực bắt buộc nó phải có mặt để nó nuôi dưỡng các cái sắc pháp trong theo cái quy luật pháp hành. Để mà cái sắc pháp đó nó có mặt đó, thì luôn luôn nó có những cái thành tố bắt buộc, và trong những cái thành tố bắt buộc đó thì nó có cái sắc vật thực. Thì cái sắc vật thực mà tự chúng ta tạm hiểu là sắc vật thực mà tự thân nó có thì được gọi là ô chá, là vật thực nội. Sư cho con hỏi ạ. Dạ. Mẹ con cảm ơn sư. Con kính. Sư cho con hỏi một câu ạ. Dạ. Thưa sư, là trong cái sắc nghiệp thì con nghe sư giảng và con thấy là trong cái quyển sách của sư Ngài Định Sự thì tất cả 9 bọn sắc nghiệp thì đều được tạo thành do 18 thứ sắc nghiệp trợ tạo. Thế nhưng mà hay là một số nơi trong trong này thì kể là 20 sắc nghiệp, thì con cũng không biết là 20 thì thêm 2 đó là cái nào ạ? Dạ, 20 thì cũng chúng ta cũng tính thêm cái sinh tiến con. Sinh tiến này con tưởng đấy là sắc tâm chứ ạ? Dạ, sắc nào cũng để cái sinh tiến đó, nói là cái tứ tướng á, nó là một cái trạng thái. Chỉ cái sắc tứ tướng đó là chỉ là những cái giai đoạn biến chuyển của một cái sắc pháp. Thì cái sắc pháp nào á, thì cũng có thể nói nó đều có cái này, nó có 4 cái giai đoạn sinh tiến dị diệt hết con. Dạ, đúng vậy. Dạ, thế tức dạ, là, không, là mặc dù nó là sắc lưỡng, tâm nhưng mà vẫn kể sắc pháp nào. Dạ. Thế thì nó khác với 8 sắc bất ly là cái gì ạ? Cái nào cô? Sắc bất ly là nó là cái thành phần cơ bản của vật chất. Cũng như là kiểu còn, như là con hiểu cái, nó như là cái 8 phân tử. Cái 8 bất ly á, là cái sắc thật. Cái sắc có thật. Còn cái sắc tư tướng á, nó chỉ là những cái biểu hiện, cái biểu hiện của các cái sắc pháp khác thôi. Ví dụ như bây giờ chúng ta trong phòng học của chúng ta có 20 người,
có 20 người. Thì trong 20 người này á, thì chúng ta có nhiều cái phân loại, ví dụ giống như là có những người đó là mới học, có những người là đã học một thời gian ngắn, có người học thời gian dài, và có người thì học có thời gian rất là dài. Rồi chúng ta có nhiều cái phân loại vậy thôi, chứ còn thật ra thì số người đó thì cũng chừng đó, cũng 20 người đó thôi. Thì trong trong các cái sắc pháp khi mà nó có mặt như vậy đó, thì bất cứ cái sắc pháp nào khi mà nó có mặt đó, thì nó sẽ có cái thời gian tồn tại, và thì do vì để diễn đạt cái tuổi thọ của một cái sắc pháp, cái đời sống của một cái sắc pháp, cái sinh mệnh của một sắc pháp, cho nên đây chia ra bốn giai đoạn là sinh tiến dị diệt, nhưng mà thật ra cũng là một cái sắc pháp đó thôi. Nó giống như là con người của chúng ta nó có những cái giai đoạn là từ cái lúc sơ sinh, rồi thiếu niên, rồi trưởng thành, rồi chúng ta già chết đi. Thì mình chia bốn giai đoạn nha, thật ra cũng là một con người đó thôi, chứ không phải là bốn người. Và người, bất cứ người nào á, thì nó cũng trải qua bốn cái giai đoạn đó hết. Dạ, con hiểu đó. Cô nắm được không? Dạ, con nắm được ạ. Thế bây giờ con hiểu. Nhưng mà dạ, giống như là... con... Dạ. Rồi con thấy là trong sách, tức là sư con nói là nếu mà bốn cái giai đoạn thì cũng có thể hiểu. Tức là sinh làm ba, tức là sinh trụ diệt. Thế như vậy thì nếu mà mình không kể bốn, ba thì nó là hai cái sắc là sinh và trụ, đúng không ạ? Dạ phải. Dạ, thế con hiểu rồi. Dạ. Thứ hai nữa là đối với bản dạ. sắc, bản sắc tâm thì liên quan đến câu này thì nó liên quan đến cái phần hôm nọ nói về duyên hệ, tức là cái phần mục năm, tức là bất thiện trợ cho vô ký. Thì bất thiện thì trợ cho vô ký, thì về năng duyên thì con rõ rồi, sở duyên thì 17 mình là 17 sắc tâm bất thiện hữu nhân, thì đã là 17 sắc tâm hữu nhân thì có thể hiểu được, nhưng mà 17 sắc tâm bất thiện hữu nhân thì con không hiểu, là tại vì chỉ có 12 tâm bất thiện, tại sao lại có 17 sắc tâm bất thiện? Dạ, 12 tâm này á, nó tạo ra 17 sắc tâm. 17 sắc tâm hồi nãy chúng ta vừa kể đó, chứ không phải là 12 tâm bất thiện phải tạo ra 12 cái sắc tâm bất thiện, mà chỉ một cái sắc tâm bất, chỉ có một cái sắc tâm thiện cũng một cái sắc tâm, một cái tâm bất thiện cũng đủ để tạo ra 17 cái sắc tâm bất thiện luôn. Cô nắm cái chỗ này không? Không phải là bao nhiêu tâm thì tạo ra bao nhiêu sắc. Hai con số nó khác nhau. Dạ. Bởi vì hồi nãy thì có nói với cô rồi, là bất luận cái sắc pháp nào sanh lên thì nó không có sanh lên đơn lẻ, mà tối thiểu nó cũng phải có một cái nhóm được gọi là cái nhóm bất ly. Dạ. Tức là có 8 cái sắc pháp, đúng không? Đúng, vâng ạ. Do vậy dù cho là một cái tâm bất thiện thì cũng tối thiểu cũng phải tạo ra một nhóm nó rồi, thì nó là 8 rồi, chứ không phải là một tâm là tạo ra một sắc đâu. Cho nên chúng ta sẽ không thắc mắc rằng là sao tại sao 12 tâm bất thiện mà tạo ra 17 cái sắc tâm bất thiện. Cô nắm cái điều này không? Con hiểu cái điều đó, nhưng mà sư có thể kể lại con cái tại vì con sắc, à, sắc tâm thì có là chỉ có 14 thôi. À, gọi có vô học mà thấy chưa? Đã, sắc tâm là 15. Sắc tâm 10. Thì có 6 bạn sắc tâm mà chỉ tạo nè, sư tạo nè, thành 14 dạy. Sắc tâm. Còn dạy nè. Nhưng mà đây này, 17 sắc tâm thì con cũng không hiểu. Sư nè. Mỹ Dung. Dạ, 17 sắc tâm á, là chúng ta kể thêm cái sinh tiến. Ờ, sư bữa nay sư ốm. 17 sắc tâm là kể thêm sinh tiến của con. Nè, thấy sư ốm. Cũng như lúc nãy á. Dạ. Sắc nghiệp ạ. Dạ phải, cũng như sắc 16 ạ. Dạ. Ờ, sư dạ. Đây chưa ốm. Thì lúc nãy nó lại là lúc nãy con nói là 17 sắc tâm bất thiện, tức là ở đây thì lại là vẫn là 16, con cũng chưa hiểu lắm. Tại vì nó hơi ồn cho nên sư nghe không được, cô thắc mắc rằng là tại sao là chỉ có 16 sắc tâm hay sao cô? Dạ không ạ, trong cái bọn sắc tâm ấy thì có 6 bọn đúng không ạ?
Tại vì là giảng thì con hiểu là mỗi bọn sắc sinh lên thì đều theo sinh theo bọn chứ không sinh lẻ tẻ. Ít nhất là phải có 8 sắc bất ly, rồi các sắc khác như là sắc điển thân, là sắc tâm, vân vân. Thế nhưng mà thì tổng cộng nó là có thành phần của nó là có 14 sắc tâm. Thế thì thế thì tại sao ở trong cái phần này lại là có 17 sắc tâm, nói là có thêm là 2 nữa là sinh tiến. Thế thì vẫn thiếu một là đây là 12, 14, 12, 12, 16, tại sao vẫn là 17 ạ? Ấy thì con chia thì em ấy chắc cô có thể cô kể thiếu là cô có kể thêm sắc giao giới chưa? Cái này thì lại kể thêm sắc giao giới nữa ạ. Dạ, sắc giao giới luôn luôn phải có. Cà phê rồi ạ. Dạ, dạ kính xin cô Phùng Điệp với cô Nguyệt 09 tắt mai dùm đi cô. Dạ, con xin hỏi lại nữa, tức là nếu mà trong sắc nghiệp thì mình phải có cộng thêm là sắc sinh và sinh tiến, hoặc là sinh tiến sinh và trụ. Dạ, trong sắc dạ, tâm sắc, mình phải sắc tâm hay sắc nghiệp gì cũng vậy. Sắc tâm hay sắc nghiệp gì chúng ta đều có thể cộng thêm sinh tiến. Và khi mà sắc pháp đó, thì cái đủ đó, thì phải luôn luôn phải có sắc hư không, mặc dù sắc hư không không phải là sắc pháp và thật nhưng mà phải có. Như vậy thì có con số dạ. Là 20 hoặc là 17 đúng không ạ? Sắc nghiệp là 20 hoặc 18 cô. Sắc nghiệp là 20 18, còn sắc tâm là 14 và 17 đúng không ạ? 15 hoặc là 17. 15, 17 ạ. À. Tại vì dạ. Con thấy quyển sách của Ngài Tịnh Sự thì là con xin đọc đây ạ. Tức là 6 bọn sắc tâm, chúng được tạo thành do 14 sắc tâm, trừ sắc giao giới. À, tức là sư không kể đến sắc giao giới, nhưng mà mình phải kể vào thì này, thành ra 15 đúng không ạ? Dạ phải, tại vì cái sắc giao giới nó không phải là cái sắc thật. Nhưng mà khi mà kể con số 15 á, hay là 17 á, là hồi nãy sư có lưu ý các vị Phật tử là các cái sách mà kể khác nhau như vậy đó, là do vì cái sắc mà giao giới nó không phải là sắc thực, nhưng mà do mình khi chúng ta kể thì chúng ta phải cũng nên kể vào, bởi vì thiếu thì không được. Rồi cái sắc sinh là sắc tiến cũng vậy, cho nên là con số có những sách nó là kể là lấy sắc thực, còn có những cái sách nó là kể theo một cái cách chung á, thì lấy đủ á, thì là con số khác nhau là lý do đó. Như vậy thì các vị lưu ý đó là hai cái sắc mà có khi kể khi không, đó là sắc sinh, sắc tiến. Và bên cạnh đó là cái sắc còn lại, đó là cái sắc hư không. Thì nếu mà các vị cộng thêm 3 hoặc thêm 2 đó, thì nó sẽ là có những cái con số trùng hợp lại với nhau. Dạ. Dạ. Cảm ơn sư. Dạ. Sư giảng vậy thì con nắm được rồi ạ. Con rất là cảm ơn sư. Nhưng mà riêng về cái phần là hôm về cái phần liên hệ mà hôm trước sư giảng là 17 sắc tâm bất thiện thì con cũng suy nghĩ lại, chứ ngay lập tức bây giờ con cũng chưa hiểu được. Bởi vì con biết là sư giảng và con cũng hiểu là một cái bọn sắc sinh lên thì không bao giờ sinh lên được đơn lẻ mà phải sinh theo bọn. Thế nhưng mà con vẫn chưa tính ra được cái 17 sắc tâm bất thiện. 17 sắc tâm bất thiện cũng giống như là 17 sắc tâm thiện thôi, có khác không có khác. Thế thì nó do những cái tâm nào sinh ra? Nó cũng dẫn cho do cái 25 tâm ấy ra sắc nghiệp đấy. Như vậy. Cái tâm mà có thể tạo ra sắc nghiệp á, là cô quý vị nhớ như thế này, cô chỉ trừ có 10 cái ngũ song thức. 10 cái tâm ngũ song thức và 4 cái tâm quả vô sắc, còn toàn đây là sắc tâm ạ. Đây là sắc tâm ạ. Vâng, qua cái đó hiểu. Còn toàn bộ còn lại đó thì đều có thể tạo ra sắc. Và khi mà tạo ra sắc như vậy đó thì tạo ra là đủ một tâm là có là đã tạo ra đủ 17 cái sắc tâm, chứ không phải là tạo mỗi tâm tạo một sắc. Vâng, con hiểu cái điều đó, nhưng mà con vẫn chưa hiểu là một tâm thì tạo ra được nhiều sắc, nhưng mà nó không thể hiểu được, không thể biết rõ được là cái tâm nào tạo ra những sắc nào. Và cái tám bất ly á, thì tất cả tâm á, đều tạo ra tám cái bất ly hết. Vâng, đúng ạ. Dạ. Còn mà có những cái tâm á,
Ví dụ giống như là cái tâm, có những cái tâm là nó mới tạo ra được cái mới tạo ra được cái thân biểu ti và khẩu biểu ki. Ví dụ giống như là những cái tâm động lực thì những cái tâm đó mới có thể giống như là mình muốn làm một cái việc gì đó thì cái tâm đó là phải cái tâm động lực, thì những cái tâm đó mới tạo ra được cái thân biểu ti, cái khẩu biểu ti. Riêng cái khẩu biểu ti đó thì nó tùy cái khẩu biểu ti đó, nếu mà cái thân cái chúng ta biểu lộ bằng cái sự đau buồn đó, giống như là mình khóc, thì nó phải là cái tâm sân tạo ra cái khẩu biểu ti cái khóc. Còn nếu mà chúng ta cười đó thì nó có thể là nó là cái tâm tham thọ hỷ, hoặc là cái tâm thiện thọ hỷ. Rồi nếu là một vị a la hán nữa đó, thì cái nụ cười đó thì nó có thể nó tạo ra vị a la hán, thì nó còn do cái tâm ưng cúng vi tiếu tạo ra cái nụ cười, tức là tạo ra cái khẩu biểu tri. Con cảm ơn sư ạ. Nếu mà không có sư giải thích thì chúng con đọc con không thể hiểu nữa, nhưng mà Nhưng mà do vì cô là do vì cái biểu hiện của cái tâm hành, cái biểu hiện do tâm điều khiển cái thân á, nó phức tạp, và chúng ta chỉ nói một cách chung chung. Ví dụ giống như là người ta cười, ta có thể người ta cười nhiều cách khác nhau, có thể nhiều người thật ra người ta đang buồn nhưng ta vẫn có thể ta cười được. Nè, ví dụ giống như là một người diễn viên thì người ta có thể là người ta khéo léo, người ta có thể người ta biểu hiện trong rất là nhiều cái cử chỉ khác nhau, mặc dù cái tâm trạng nó không phải là luôn luôn là như vậy nhưng họ vẫn có thể làm vậy. Chúng ta tạm ví dụ vậy thôi. Rồi chúng ta ở trong cái đời sống hàng ngày mình vẫn thấy rằng là có những người đó họ giữ cái chuyện buồn ở trong lòng rất là giỏi, tức là họ không có biểu lộ ra ngoài. Thì do việc cái con người nói chung nó là một cái sự phức tạp, đó là một sự phức tạp. Thật ra bản thân của tôi có những lần tôi thấy rằng là có những vận động viên khi mà họ nhận được cái huy chương vàng đó, họ mừng quá họ khóc. Thì khi mà chúng ta nói rằng là cái khóc đó là do cái sân tâm thì đó là nói chung chung, nhưng mà trường hợp cá biệt thì vẫn có những người họ vui họ khóc. Chắc chắn rằng là các vị Phật tử ở đây chúng ta thấy điều đó đúng không? Thành ra mình kể đó thì mình chỉ kể rằng là cái sắc nào là do cái tâm tác động đó, thì chúng ta gọi là cái sắc tâm. Còn mà cái cụ thể đó thì nó cũng hơi phức tạp hay nhiều, bởi vì cá tính con người nó đa dạng, nó phức tạp. Có người đó mình nói rằng là vui khóc họ không chịu, họ nói vui sao khóc, từ lúc họ chưa giờ họ khóc, nhưng mà thật ra thì nó vẫn có một số người họ vui họ khóc, và ngược lại cũng có những người họ buồn họ vẫn có thể họ cười. Dạ con xin phép sư, và con vẫn chưa hiểu cái chỗ là 17 sắc tâm bất thiện, tại vì ở trong cái phần duyên hệ, tại vì là cái nhân của nó là nhân bất thiện, là tham sân si, thì nó phải ở muốn là tâm nào tạo ra, nhưng nó cũng phải trong cái 12 tâm bất thiện đấy chưa, đúng Dạ không? phải, dạ Thế đúng. thì còn thế còn cái 17 ấy thì mình có thể kể ra cụ thể là những cái sắc nào không ạ, sắc tâm nào không? Dạ cụ thể được chứ, nó là tám bất ly, hai biểu ti, sắc thinh, ba sắc đặc biệt, và sắc sinh tiến, đó là 17 cô. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Dạ. Những cái này chúng con cũng chưa được học, lần đầu tiên được học, cho nên là cũng rất là nhiều lỗ hổng ạ. Con xin phép sư được con được hỏi những câu. Dạ không sao với cô, bởi vì bản thân tôi ngày xưa học cũng vậy, tức là đôi khi tham dự những cái lớp học mà mình vẫn có những cái lỗ hổng bằng dưới thì chưa có học, Dạ. do vì cái điều kiện các cái lớp giáo lý học ở đây nó là chúng ta dạy cũng không có được thứ tự, rồi các vị Phật tử tham dự cũng nhiều cái lớp cho nhiều vị giảng khác nhau, thì trong đó nó cũng sẽ có những cái phần có những cái phần thì chúng ta chưa có học được, thì các vị cứ cái chỗ nào các vị không học các vị cứ hỏi tôi. Dạ, sư cho phép con hỏi một câu nữa được không ạ? Dạ Sư cho được phép cô. con hỏi một câu nữa về cái lộ sắc ạ. À. Lộ sắc mà về Dạ về về cái tờ thứ nhất ạ. À. Thì về tất cả
ý nghĩa sư giảng thì con hiểu, nhưng mà con vẫn còn thắc mắc là tại sao cái bọn sắc quý tiết mà do nghiệp trợ tạo, rồi bọn sắc quý tiết do quý tiết của nghiệp trợ tạo ấy, thì về cái việc mà nó xuất hiện sau một sát na tiểu thì con hiểu, nhưng mà tại sao ở trong cái số cái con số ấy ạ, thì trong cái cột thứ hai, cột mà đề số thứ hai ấy, thì cái số sắc mà quý tiết do nghiệp trợ nó vẫn là 369, mà nó lại bê nguyên sang là cái những số sắc mà do là sắc nghiệp xuất hiện trong cái tâm thấy tục. Con chưa hiểu cái con số 369 nó là thế, mà tại con nghĩ là nó bọn sắc quý tiết thì nó chỉ là một, thế sao lại là 369? Ngay cái tờ thứ nhất ạ, thì nếu mà cái tờ thứ nhất hiểu thì các cái tờ sau cũng hiểu. Do vì sư không có quyển sách, sư không có để sẵn ở đây. Thế thì lần sau vậy ạ, có cái biểu. Thì dạ. Dạ, dạ thưa sư, thời gian đã dài, chúng con cũng kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Dạ, chị Phương ơi, tối nay mình còn có cái lớp mà ôn tập sắc pháp đó chị, hay là để tối nay mình hỏi tiếp thôi chị ha. Dạ vâng ạ, con chúng cảm con kính ơn thỉnh sư. Sư nghỉ ngơi ạ. Kính này sư ạ, con, dạ, con cảm hối ạ. Các vị, như vậy thì ngày chúng ta vẫn tiếp tục cái lớp ôn tập về sắc pháp. Thì dạ. Là chúng ta có học bài ở trong cái rung của chùa đó, thì chúng ta có thể mình xem màn hình nó rõ ràng hơn, tại vì cái sắc pháp này con số nó hơi nhiều quá. Dạ. Dạ. Con tri ân sư. Dạ. Con chúc sư mau khỏe mạnh. Con kính tri ân sư ạ. Dạ dạ, chúc các vị ăn vui. Dạ, con kính được gửi thầy. Tri ân thầy. Sa tu sa tu sa. Con kính tri ân sư ạ. Con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Dạ.